Xuất hiện hai bức tượng lạ châm biếm ông Trump trước ngày chốt hạ phiếu bầu. Liệu ông Donald Trump có một lần nữa lật ngược thế cờ trong bầu cử Mỹ năm 2024? Cổ phiếu Trump Media tăng vọt vì nhà đầu tư cược Trump thắng cử. Xin kính chào quý vị đến với những thông tin cập nhật mới nhất về tình hình thế giới trên kênh của chúng tôi. Ngay sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi. Trong giai đoạn cuối của vận động tranh cử, bà Kamala Harris và ông Donald Trump nỗ lực đưa ra những thông điệp thuyết phục nhất. Ông Trump gần đây thường hỏi cử tri liệu giờ đây họ có cảm thấy tốt hơn 4 năm trước khi ông kết thúc nhiệm kỳ hay không. Mỹ phải vật lộn với đại dịch Covid-19 vào thời điểm ông Trump rời Nhà Trắng song các khảo sát cho thấy phần lớn cử tri vẫn không hài lòng với hướng đi của đất nước hiện nay thách thức hiện nay đối với bà harris và ông trump là phải giành được mọi lá phiếu có thể từ những người còn chưa quyết định bầu cho ai đặc biệt ở bảy bang chiến trường bởi chỉ một nhóm cử tri nhỏ cũng có thể quyết định người thắng trong cuộc đua được đánh giá là xích sao bậc nhất mọi thời đại mới đây nhằm châm biếm các sự kiện mà ông trump ít nhiều có liên quan đồng thời cảnh báo về những rủi ro có thể xảy ra nếu phong trào cực hữu tiếp tục phát triển trong bối cảnh cuộc bầu cử Mỹ sắp diễn ra. Mới đây, hai bức tượng nghệ thuật đã được trưng bày gần Nhà Trắng, thu hút sự chú ý của người dân. Theo đài CNN, một bức tượng bằng đồng khắc họa bàn làm việc của cựu chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đã xuất hiện tại công viên National Mall vào tuần trước. Trên bàn có các vật dụng như bảng tên của bà, điện thoại bàn, Giấy tờ và đáng chú ý là vật thể có hình thù như đống phân, có kích thước khá lớn. Đài NPR cho biết bức tượng này có tên Rezelut Desk. Bàn làm việc Rezelut gợi nhớ đến chiếc bàn nổi tiếng được sử dụng trong phòng bầu dục của Nhà Trắng, nơi làm việc của Tổng thống Mỹ. Bức tượng được thiết kế nhằm châm biếm cuộc bạo loạn tại Tòa nhà Quốc hội Mỹ xảy ra vào ngày 6 tháng 1 năm 2021. Tấm bảng bên dưới bức tượng mỉa mài Bức tượng này nhằm tôn vinh những người đã dũng cảm xông vào tòa nhà Quốc hội Mỹ để cướp bóc, tiểu tiện và đại tiện khắp những hành lang thiêng liêng để lật đổ cuộc bầu cử. Thực chất có người đã thừa nhận mình đại tiện lên bàn của bà Pelosi, khẳng định cứ bắt tôi đi vì cuộc đời này chẳng còn gì đáng sống nếu ông Trump mất chức. Cuộc bạo loạn kéo dài trong nhiều giờ đồng hồ khiến 5 người thiệt mạng, bao gồm một sĩ quan cảnh sát và một số người ủng hộ ông Trump. Tòa nhà Quốc hội cũng ước tính thiệt hại lên đến 1,5 triệu đô la Mỹ sau sự việc. Trước đó một bức tượng châm biếm khác xuất hiện ở quảng trường cách Nhà Trắng không xa, với hình dáng ngọn đuốc có tên The Donald J. Trump Enduring Flame, ngọn lửa vĩnh cửu của Donald Trump. Theo báo Guardian, tác phẩm này đang nhắc lại cuộc biểu tình Unite the Right ở thành phố Charlottesville, bang Virginia, Mỹ vào năm 2017, nơi những người theo chủ nghĩa dân tộc suy tôn da trắng và các tổ chức cảnh hữu cầm đuốc và hô khẩu hiệu chống do Thái. Unite the Right trở thành sự kiện biểu tình gây chấn động nước Mỹ và quốc tế, làm bộc lộ vấn đề phân biệt chủng tộc và tư tưởng cực đoan đang trỗi dậy trong xã hội Mỹ. Ông Trump đã gây tranh cãi sau đó khi phát biểu rằng, ở cả hai phía đều có những người rất tốt, ngụ ý ủng hộ nhóm người cực đoan này. Dòng chữ của tấm biển bên dưới bức tượng thể hiện, bức tượng này vinh danh Tổng thống Donald Trump và những người rất tốt mà ông dũng cảm đứng ra bảo vệ khi họ diễu hành ở Charlottesville, Virginia. Theo đài NPR, cả hai tác phẩm nghệ thuật này đều phản ánh những khía cạnh mà nhiều người coi là xấu hổ trong quá khứ của ông Trump. Các đảng viên Dân Chủ đã sử dụng những sự kiện này như một cách để chỉ trích và gây bất lợi cho ông trong cuộc bầu cử lần này. Cuối tháng 7 vừa qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bất ngờ tuyên bố rời khỏi cuộc đua bầu cử với ứng cử viên Đảng Cộng Hòa, ông Donald Trump, để nhường vị trí cho Phó Tổng thống Kamala Harris. Ngay lập tức, bà Harris đã tạo ra một cơn sốt khi liên tục dẫn trước ông Trump từ thời điểm đó trong các cuộc thăm dò bầu cử. Cho tới vài tuần gần đây, khoảng cách giữa hai ứng cử viên mới dần thu hẹp. Theo đó, nhà báo Harry Enten, phụ trách dữ liệu chính trị cấp cao của hãng tin CNN, đã xem xét khả năng các nhà thăm dò ý kiến có thể đang đánh giá thấp cơ hội của ứng cử viên Đảng Cộng Hòa Donald Trump vào năm 2024, giống như kết quả mà CNN đã thu được vào năm 2016 và 2020. Cụ thể, ông Enten chia sẻ, Tôi đã quay lại và kiểm tra xem liệu một đảng có vượt qua được các cuộc thăm dò trong ba chu kỳ bầu cử tổng thống liên tiếp ở các tiểu bang chiến trường quan trọng hay không. Điều đó chưa bao giờ xảy ra kể từ năm 1972. Vì vậy, nếu các cuộc thăm dò đánh giá thấp ông Donald Trump một lần nữa, thì đó sẽ là điều chưa từng có trong lịch sử. Tuy nhiên, ông Enten cũng như một số người cho rằng bản thân cựu tổng thống Trump là người chưa từng có tỷ lệ trong lịch sử. Dù vậy, ông Enten cũng nói thêm rằng những người tham dò ý kiến thường nhận ra rằng họ không tính đến một bộ phận cử tri nào đó và điều chỉnh lại dự đoán của mình. Từ đó, ông Enten đưa ra giả thuyết rằng tôi nghĩ điều đó giúp giải thích tại sao chúng ta chưa bao giờ thấy cùng một đảng bị đánh giá thấp 3 lần liên tiếp trong các cuộc bầu cử tổng thống, ít nhất là trong 52 năm qua. Hồi giữa tháng 10 năm 2016, tức chỉ gần một tháng trước sự kiện bầu cử năm đó, ông Donald Trump chỉ có 35% tỷ lệ ủng hộ trên phạm vi toàn quốc so với 46% của bà Hillary Clinton Tuy nhiên sau cùng thì ông Donald Trump vẫn giành chiến thắng với 306 phiếu đại cử tri, còn bà Clinton chỉ có 232 phiếu. Cho tới năm 2020, tỷ lệ thăm dò trên các bang dao động tại nước Mỹ cũng cho thấy sự cạnh tranh sát sao giữa ông Donald Trump và ông Joe Biden. Tuy nhiên, các kết quả sát ngày bầu cử ghi nhận sự nhỉnh hơn vài điểm phần trăm của ông Joe Biden trước ông Donald Trump tính trên phạm vi toàn quốc. Sau cùng, ứng cử viên Đảng Cộng hòa thực sự đã để thua trước tổng thống đương nhiệm hiện tại với kết quả 232 phiếu đại cử tri và 306 phiếu đại cử tri. Ở thời điểm hiện tại, đã có một bộ phận cử tri đi bỏ phiếu sớm. Tuy nhiên, truyền thông Mỹ cho hay rất khó dự đoán kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử chỉ dựa trên dữ liệu khảo sát số phiếu bầu sớm bởi nó có sai số và phụ thuộc vào chính sách vận động cử tri của từng đảng. Ngoài ra, nó cho thấy sơ bộ bức tranh tỷ lệ ủng hộ dành cho các ứng cử viên. Tờ The Hill nói rằng Đảng dân chủ đang có lợi thế khi khoảng 39,5% số phiếu được bỏ sớm đến từ những người ủng hộ đảng này. Mới đây, cổ phiếu công ty truyền thông của Trump tăng 21%, kéo vốn hóa lên 9,45 tỷ đô la Mỹ, tương đương X của Elon Musk vào ngày 28 tháng 10. Thực tế là Trump Media and Technology Group, công ty của cựu tổng thống Mỹ Donald Trump, vốn đang thua lỗ và chỉ tạo ra rất ít doanh thu. Mạng xã hội Truth Social, sản phẩm chính của công ty này, cũng vẫn là người chơi rất nhỏ trong lĩnh vực truyền thông xã hội. Tuy nhiên, Wall Street đang định giá công ty này tại 9,45 tỷ đô la Mỹ, cao gấp 3 lần so với cách đây 5 tuần. Theo dữ liệu khác, giá cổ phiếu của Trump Media đã tăng 333% kể từ mức thấp nhất vào cuối tháng 9, nâng định giá của công ty lên 10,6 tỷ đô la Mỹ vào ngày 29 tháng 10. Theo dữ liệu từ Whitechart, con số này vượt qua mức định giá gần đây nhất của Fidelity Investment đối với X khoảng 9,4 tỷ đô la Mỹ. Fidelity là một trong những cổ đông của X, thường xuyên cập nhật định giá của mạng xã hội này. Giới phân tích nhận định màn lội ngược dòng này cho thấy nhà đầu tư đang đặt cược ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump sẽ tái đắc cử. Diễn biến của cổ phiếu Trump Media không dựa trên các yếu tố nền tảng mà theo triển vọng chính trị của cựu tổng thống Mỹ, nói cách khác Trump Media phản ánh kỳ vọng của nhà đầu tư về kết quả cuộc bầu cử. Vốn hóa của công ty này hiện tương đương với X, đối thủ lớn gấp nhiều lần Trump Media. Cổ phiếu đã tăng mạnh sau sự kiện của ông tại Madison Square Garden ở New York và giao dịch cổ phiếu đã bị tạm dừng nhiều lần vào ngày 29 tháng 10 do mức biến động quá cao. Theo các báo cáo tài chính gửi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ, SEC, Trump Media ghi nhận khoản lỗ 344 triệu đô la Mỹ từ 1,6 triệu đô la Mỹ doanh thu trong nửa đầu năm 2024. Dù vậy, các nhà đầu tư vẫn đổ xô mua cổ phiếu của công ty và ông Trump đang được hưởng lợi lớn. Tài sản của ông đã gần như tăng gấp đôi trong vài tháng qua, đạt hơn 8 tỷ đô la Mỹ, phần lớn nhờ sự tăng trưởng của cổ phiếu Trump Media. Jen Master, đồng sáng lập quỹ đầu tư mạo hiểm Deepwater Asset Management cho biết trên CNN. Tôi chưa từng thấy điều gì như vậy, giá trị của công ty này hoàn toàn dựa trên kết quả bầu cử. Trump hiện sở hữu 57% cổ phần công ty, tương đương 5,4 tỷ đô la Mỹ. Theo Fox, con số này hiện tương đương hơn nửa tài sản của ông. Tuy nhiên, cựu Tổng thống Mỹ đến nay vẫn cam kết không bán cổ phiếu. Điều này càng giúp Trump Media tăng giá đóng vai trò quyết định trong các cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, nhưng với nhiều người, cử tri đoàn là một bí ẩn được gói ghém trong một câu đố phức tạp. Trước tiên, chúng ta phải biết rằng, kết quả bầu cử tổng thống Mỹ không được định đoạt bởi tổng phiếu bầu phổ thông, tức tổng phiếu bầu mà họ nhận được từ người dân. Thay vào đó, tổng thống Mỹ được bầu chọn bởi một nhóm gồm 538 người. Những người này được gọi là đại cử tri và họ tạo nên cử tri đoàn. Cử tri đoàn là những người được chọn ra trước cuộc bầu cử. Các đảng phái chính trị ở mỗi bang sẽ chọn ra một nhóm đại cử tri, những người cuối cùng sẽ bỏ phiếu chọn tổng thống. Số lượng đại cử tri của mỗi bang sẽ bằng tổng số lượng nghị sĩ của bang đó tại Hạ viện và thượng viện Mỹ. Ở hầu hết các bang trên khắp nước Mỹ, ứng viên tổng thống nhận được nhiều phiếu bầu phổ thông nhất sẽ giành được toàn bộ phiếu đại cử tri của bang đó. Những trường hợp ngoại lệ là Maine và Nebraska, nơi phiếu đại cử tri được phân bổ dựa trên một hệ thống phức tạp, phản ánh số phiếu phổ thông ở cấp tiểu bang và khu vực quốc hội. Ngoài ra, quận Columbia không phải là một tiểu bang nhưng vẫn nhận được 3 phiếu đại cử tri. Vì vậy, để trở thành ông chủ nhà trắng, ứng viên tổng thống phải giành được sự ủng hộ của đa số đại cử tri. Có tổng cộng 538 phiếu đại cử tri và một ứng cử viên cần giành được ít nhất 270 phiếu để chiến thắng. Mỗi đại cử tri tương đương với một phiếu trong đại cử tri đoàn. Họ thường là những người trung thành với đảng, cam kết ủng hộ ứng cử viên nhận được nhiều phiếu bầu nhất ở tiểu bang của họ. Đại cử tri đoàn sẽ bỏ phiếu vào tháng 12 khoảng một tháng sau khi người dân bỏ phiếu. Phiếu bầu của đại cử tri đoàn sẽ được quốc hội chứng nhận vào đầu tháng 1 năm sau, khi người chiến thắng được xác nhận và nhậm chức. Theo hệ thống đại cử tri đoàn này, ứng viên giành được nhiều phiếu bầu phổ thông hơn chưa chắc đã là người chiến thắng. Điều này từng xảy ra vào năm 2016, khi ứng viên dân chủ Hillary Clinton giành được nhiều phiếu phổ thông hơn nhưng vẫn thua ứng viên Cộng hòa Donald Trump. Chiến thắng của ông Trump có được nhờ những bang như Florida và Pennsylvania, nơi nắm giữ ít nhất 20 phiếu đại cử tri mỗi bang. Trong trường hợp không có người giành được đa số phiếu đại cử tri, hai viên Mỹ sẽ bỏ phiếu bầu tổng thống. Điều này mới chỉ xảy ra một lần vào năm 1824. Có bốn ứng viên nhận được phiếu đại cử tri, nhưng không người nào có đủ số phiếu cần thiết. Giai đoạn trước ngày bầu cử, hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa sẽ lập danh sách đại cử tri của riêng mình tại từng bang. Ứng viên tổng thống của đảng nào chiến thắng ở bang nào thì danh sách đại cử tri đoàn của bang đó được sử dụng. Vào năm 2020, cử tri Mỹ được làm quen với khái niệm đại cử tri giả mạo, sau khi các đảng viên cộng hòa ủng hộ ông Trump ở bảy bang tự thành lập đoàn đại cử tri của riêng họ để lật ngược kết quả bầu cử. Một số cá nhân liên quan đã bị truy tố hình sự.